Sao không có tiếng nhỉ? Và kia đang nỗi. Âm thanh nhỉ? Âm thanh đang bị không có tiếng. Như nào chị ơi? Cái này nó đang bị, mẹ chị đang muốn ví dụ thế này, có lúc đang ngoài đấy hả? Em cho cô, em không nghe được gì.
Nền tảng số khác để hơn 2,1 triệu học sinh, các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh cùng tham dự và theo dõi. Trước hết, ban tổ chức trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêng chào cờ, chào. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Và đặc biệt Giáo dục và Đào tạo tham dự lễ khai giảng đặc biệt của thành phố Hà Nội hôm nay. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng tất cả các em học sinh. Chúng ta tắt mic nha, bật cam và tắt mic. Đào tạo. Tới tham dự lễ khai giảng ngày hôm nay còn có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm. Về phía Sở Giáo dục Đào tạo, chúng tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở và các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Xin giới thiệu các em học sinh đã giành huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm học vừa qua và các thầy cô giáo đã có thành tích xuất sắc trong việc huấn luyện đội tuyển quốc tế. Ban tổ chức cũng xin được chào mừng các cán bộ giáo viên, một số học sinh đến từ các trường của Hà Nội, đại diện các cấp học tham gia buổi lễ khai giảng hôm nay, và đặc biệt nhiệt liệt chào mừng toàn thể giáo viên học sinh thủ đô đang ngồi trước màn hình TV để cùng theo dõi buổi lễ khai giảng đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, xin mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn của năm học 2020-2021 vừa qua. Một năm học đặc biệt với rất nhiều cảm xúc chỉ kết thúc cách đây ít ngày. Năm học 2020-2021 đối với ngành giáo dục và đào tạo cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tiếp tục là năm học bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Lần đầu tiên lễ khai giảng diễn ra khi chỉ có học sinh đầu cấp được ưu tiên tập trung dưới sân trường, những khối lớp còn lại ngồi tại lớp và dự khai giảng qua màn hình máy chiếu.
đã có tới 2 lần học sinh toàn thành phố phải tạm ngừng đến trường học online do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một năm học với nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành cùng tinh thần đoàn kết vượt khó của từng cán bộ giáo viên học sinh, sự đồng hành bền bỉ của các bậc phụ huynh, ngành giáo dục đào tạo thủ đô đã thực hiện thành công mục tiêu kép phòng chống dịch an toàn và giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước. Học sinh Hà Nội tiếp tục giành nhiều thành tích ấn tượng, dẫn đầu cả nước trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với 139 giải thưởng. Trên đấu trường quốc tế, học sinh thủ đô đã giành 57 huy chương các loại. Cả 5 học sinh dự thi Olympic quốc tế toán học, hóa học và vật lý đều xuất sắc giành huy chương vàng, chiếm 5 trên tổng số 12 huy chương vàng của đoàn Việt Nam. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và đợt 1 trung học phổ thông năm 2021, hai kỳ thi đặc biệt nhất trong lịch sử giáo dục thủ đô đã diễn ra với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, một tuần trước mỗi kỳ thi, hàng chục đoàn kiểm tra và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn đã liên tục đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và tổ chức thi. Ban chỉ đạo thi thành phố diễn tập kỹ lưỡng mọi khâu nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc vì quyền lợi của học sinh. Và khó khăn của dịch bệnh dường như không làm giảm đi sự quyết tâm của học sinh thủ đô. Ghi nhận là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước trong đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 17 thí sinh là top 100 thí sinh có tổng điểm các bài thi cao nhất cả nước. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được thành phố duy trì quan tâm, coi đây là giải pháp nâng cao chất lượng cũng như phát triển toàn diện các trường học. Tính đến tháng 6 năm 2021, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của Hà Nội là 76,9%. Cũng trong năm học vừa qua, cấp học mầm non đã thực hiện tốt chủ đề trọng tâm xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc theo hướng đổi mới và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh không thể đến lớp, nhưng các cô giáo mầm non vẫn đều đặn có mặt tại trường. Không chỉ cùng nhau làm vật tư y tế tặng tuyến đầu chống dịch, mà còn thực hiện các clip hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết cho trẻ, đồng hành cùng phụ huynh khi dạy và chơi với con tại nhà. Khi học sinh chưa thể tới trường. Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Đánh giá chung, học sinh lớp 1 năm nay mạnh dạn, tự tin hơn, biết nêu quan điểm cá nhân và cơ bản là đọc thông viết thạo ngay trong học kỳ 1, sau đó được củng cố tăng cường bền vững ở học kỳ 2. Hai lần phải ngừng đến trường, chuyển sang học online. Do đã có kinh nghiệm từ năm học trước, nên các nhà trường đã chủ động nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Vì vậy, chất lượng dạy và học trực tuyến lúc này đã được cải thiện rõ rệt so với trước. Việc kiểm tra đánh giá định kỳ học kỳ 2 online với ngổn ngang những khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của toàn ngành, sự nỗ lực của các thầy cô giáo, cá nhân mỗi em học sinh cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh, năm học vừa qua đã kết thúc tốt đẹp. Sự kiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề chuyển đổi số, thúc đẩy học tập suốt đời được tổ chức tại 30 quận huyện thị xã trên toàn thành phố trong năm học vừa qua đã tạo nhiều chuyển biến tích cực nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích việc chủ động học tập thường xuyên bằng nhiều hình thức. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình hoạt động, thực hiện đồng thời các nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt kế hoạch của thành phố về triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025. Trong khó khăn dịch bệnh, tình cảm thầy trò được cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Những lễ chia tay từ xa, qua màn hình máy tính, với những cảm xúc khó tả là ấn tượng khó quên với không chỉ các thầy cô giáo, các em học sinh mà với cả các bậc phụ huynh. Đã có tới 2 lần, cô giáo chủ nhiệm của lớp học này phải tắt cam
vì không kìm được sự xúc động khi nhận được quá nhiều tình cảm dễ thương của các học trò lớp 1. Lúc nãy cô tắt cam đi có phải vì cô hạnh phúc đúng không? Đúng rồi, cô Trang rất là hạnh phúc. Đúng rồi, rất là chính xác. Khi nào con lên đại học, con sẽ học đại học gần trường để ngày nào cũng sang thăm cô. Khi nhận được những tình cảm rất đáng yêu của các con học sinh trong buổi tổng kết năm học, đó chính là những sự động viên và khích lệ tôi rất nhiều. Năm học vừa qua, vất vả có, khó khăn có, nhưng cô trò chúng tôi đã có một năm học thật nhiều dấu ấn. Và chúng tôi đã thành công trong năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Chúng tôi tự hào, thầy và trò toàn ngành đã tích cực thay đổi để thích nghi tốt nhất với tình hình bình thường mới và đạt được những thành tích xuất sắc. Ngành giáo dục thủ đô cũng đã thay đổi được số lượng và màu huy chương của một số các bộ môn thi trên đấu trường quốc tế, cũng như tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Chưa có năm học nào ghi nhận số lượng clip được sáng tác bởi các thầy cô giáo và các em học sinh nhiều kỷ lục như năm học vừa qua. Những clip được làm bởi chính các thầy cô giáo và những clip được làm bởi chính các em học sinh. Thầy cô dạy con chữ không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là đón con về nhà. Hạnh phúc đi về trường, cô đơn đi về trường, thi đỗ đi về trường, chưa đỗ đi về trường, kể dịp gì mình rủ nó về trường, bất kể dịp gì mình rủ nó về trường. Những món quà chia tay bất ngờ mà cả cô và trò đều cảm nhận trọn vẹn tình cảm mà mình được dành tặng. Một năm học với nhiều khó khăn, song nhìn lại, chúng ta tự hào bởi cùng nhau bằng tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực vượt khó, thầy và trò thủ đô đã có một năm học vượt sóng thành công để trao truyền tri thức, trao truyền yêu thương, khai phóng tiềm năng, tạo nên hạnh phúc và thành tựu. Vâng, kính thưa quý vị, những hình ảnh mà phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vừa ghi lại được, có thể nói rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, bằng tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vượt khó, thầy và trò thủ đô đã có một năm học để lại rất nhiều dấu ấn và thật nhiều cảm xúc. Những gì chúng ta đã làm được trong một năm học phải nói là không ít gian nan vừa qua sẽ là những kinh nghiệm quý, là tiền đề để các nhà trường và các em học sinh chủ động, nỗ lực vượt khó trong năm học mới này khi mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến khó lường. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lên đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh sinh viên cả nước nhân ngày khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Nhân dịp năm học mới 2021-2022, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thay mặt nền giáo dục của cô người thì tắt mic đi. Chị Quỳnh Chi lớp 6B. Ngày 2 tháng 9 năm 2021, thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh sinh viên yêu quý. Trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt đầu năm học mới vào tháng 10 năm 1968, Bác Hồ đã căn dặn ngành giáo dục
cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên. Dù khó khăn đến đâu, cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Đã 53 năm qua, ngành giáo dục của chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19 diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ của các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt, như lời Bác dạy năm xưa. Với tinh thần niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với những kết quả của ngành giáo dục đào tạo đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các gia đình, giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn trong cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe và người thân. Tôi hiểu với người làm thầy, làm cô và với các em học sinh, sinh viên, việc không thể đến lớp vào mùa tựu trường là cả một sự trống trải đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào vì có những bác sĩ đồng thời cũng là giáo viên, những em sinh viên, nhất là sinh viên ngành y, đang ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, tôi thân ái gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã trải qua nhiều tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa và giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu các điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến những cảnh F0, F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên nhi đồng phải rời xa gia đình, làng xóm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung, do vậy đã bị ngắn quãng trong quá trình học tập. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành, các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động cùng ngành giáo dục vì tương lai của đất nước, vì tương lai của con em chúng ta. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nào có thể vượt hơn tinh thần hiếu học, không khó khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm rùi mài kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt văn hiến. Vì vậy, các em học sinh, sinh viên trong bối cảnh nhiều thử thách này, Chủ tịch nước muốn nhắc lại tin yêu và hy vọng của Bác Hồ kính yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch, và càng không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Xây dựng triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp
với môi trường số và thích ứng với mọi diễn biến của dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo nhắc nhở cho các em học sinh, sinh viên. Đồng thời, mỗi người phải là tấm gương cho trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch. Các ngành, các cấp cùng 63 tỉnh thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và 5K. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thưa quý vị, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thầy và trò thủ đô Hà Nội sẽ cùng quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy và học như lời chúc mừng và căn dặn của Chủ tịch nước. Trong buổi lễ khai giảng đặc biệt hôm nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có lặng hoa tươi thắm để chúc mừng ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. Và đây là tình cảm, sự động viên của người đứng đầu Đảng bộ thành phố gửi đến cán bộ quản lý giáo dục, học sinh và giáo viên thủ đô trong ngày đầu tiên của năm học mới. Trân trọng kính mời đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng bước lên sân khấu. Xin mời Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục lên nhận hoa chúc mừng từ đồng chí Bí thư Thành ủy. Ngồi trước màn hình TV lúc này là hơn 2 triệu học sinh thủ đô và phụ huynh của các em cùng các thầy cô giáo. Một lễ khai giảng trực tuyến đặc biệt trong lịch sử. Vâng, và thầy trò lại tiếp tục xa cách về mặt địa lý. Điều này đồng nghĩa sẽ còn những khó khăn phía trước. Nhưng những tình cảm mà đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ trở thành nguồn động viên to lớn để thầy trò thủ đô cùng nỗ lực vượt khó. Và một thông tin ý nghĩa và rất nhân văn là cách đây ít ngày, ngay trước thềm năm học mới thì Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục của thành phố Hà Nội. Một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lên phát biểu chào mừng năm học mới, chúc mừng động viên thầy và trò ngành giáo dục đào tạo thủ đô. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Thành ủy, thành phố. Kính thưa các vị khách quý, thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thủ đô thân mến. Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, tâm thế chờ đợi phấn khởi của ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xin được gửi lời thăm hỏi, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh đã dành thời gian tham dự theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp và trực tuyến lễ khai giảng năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. Đặc biệt, xin được nồng nhiệt đón chào hơn 2,1 triệu học sinh các cấp học, ngành học và hơn 150.000 cán bộ giáo viên ngành giáo dục đào tạo thủ đô cùng dự lễ khai giảng năm học mới. Xin chúc các thầy cô giáo và các em bước vào năm học mới dồi dào sức khỏe, phấn khởi và thu được nhiều thành tích tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, toàn thể các em học sinh thủ đô thân mến, năm học 2020-2021, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19,
ngành giáo dục đào tạo thủ đô đã vượt lên khó khăn thách thức, vượt lên chính mình, thực hiện mục tiêu kép của ngành là bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 và hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng cao, với tinh thần tạm dừng đến trường, không dừng học. Ngành giáo dục thủ đô chủ động hơn, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp biến thách thức thành cơ hội, bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu học sinh các cấp và hơn 150.000 cán bộ giáo viên của toàn thành phố, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành với những kết quả nổi bật. Hà Nội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững thành tích của học sinh thủ đô. Dừng lại, cô nói cô lại bật lên quốc gia năm học 2021. Hà Nội thủ đô chúng ta có số học sinh đạt giải nhiều nhất cả nước. Đặc biệt, học sinh Hà Nội cũng đã đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2021 ở các môn học toán học, vật lý, hóa học. Cả năm học sinh thủ đô dự thi Olympic quốc tế đều xuất sắc giành huy chương vàng, chiếm 5 trên 12 huy chương vàng của toàn đoàn Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn học sinh Việt Nam. Kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kết quả thi tốt nghiệp trung học năm 2021 đều tiếp tục khẳng định địa phương có số điểm cao nhất cả nước, 9,3% số điểm 10, 17 trên 100 bài thi điểm 10 năm học 2021. Mặc dù trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, nhưng dưới sự đồng lòng cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh các cấp an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được dư luận xã hội đồng thuận và đánh giá cao. Những kết quả trên chính là minh chứng rõ nét, thành tích rất đáng trân trọng, thể hiện sự trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm vươn lên của đội ngũ cán bộ giáo viên cùng toàn thể anh các em học sinh thủ đô thân mến. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, thầy cô giáo và các em học sinh thủ đô đã đạt được trong năm học đặc biệt khó khăn thách thức vừa qua. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, toàn thể các em học sinh thủ đô, năm học 2021-2022, năm đầu tiên ngành giáo dục đào tạo sẽ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, nghị quyết số 50 của Chính phủ, quyết định 2559 của Bộ Giáo dục Đào tạo và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đã khẳng định tính kế thừa, sự nhất quán trong quan điểm coi giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong suốt thời gian tới. Một trong năm định hướng lớn, một trong ba khâu đột phá và một trong 10 nhiệm vụ cụ thể đều nhấn mạnh vào trọng tâm xuyên suốt của ngành giáo dục đào tạo chúng ta. Trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm mới, lịch sử đã chứng minh không có thách thức nào có thể vượt qua cao hơn tinh thần hiếu học, không khó khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm mài dùi kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam ta trong suốt hàng nghìn năm văn hiến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn tin tưởng các em, luôn hy vọng vào các em để biết xác định cho mình mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, tự trau dồi cho mình phẩm chất, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay, đóng góp xứng đáng cho thủ đô yêu dấu của chúng ta. Và thời gian tới đây, chúng ta chắc sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Để vượt qua, chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, đồng lòng, đồng sức hơn nữa, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sự phối hợp,
giữa nhà trường, gia đình, xã hội quyết tâm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố với những định hướng mới, rõ nét hơn, mang tầm cao hơn để giáo dục thủ đô tiếp tục có thêm nhiều thành tựu trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Với niềm tin tưởng và phấn khởi đó, tôi tuyên bố khai mạc khai giảng năm học mới, năm học 2022. Và một lần nữa, xin được thay mặt lãnh đạo thành phố kính chúc các quý vị lãnh đạo, đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo và toàn thể các em học sinh thủ đô thân mến, sức khỏe, hạnh phúc, một năm học mới dành thật nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay bây giờ trong giờ phút thiêng liêng khởi đầu năm học mới hôm nay, trân trọng kính mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2021-2022. Xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, chúng ta sẽ cùng đứng lên lắng nghe tiếng trống trường trong buổi lễ khai giảng trọng thể ngày hôm nay. Tiếng trống trường đã điểm, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Giữ tay chèo dù có gian nan, thầy trò nhất định vững vàng, đưa thuyền cập bến huy hoàng bình an. Trân trọng cảm ơn đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thưa toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh, trước màn hình TV lúc này, tôi chắc chắn rằng có hàng triệu em học sinh cũng như các thầy cô giáo đang sống ở trong khu cách ly cũng như những khu vực phong tỏa của thành phố. Dịch bệnh có thể khiến chúng ta ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Với một ý nghĩa nhân văn và cũng như niềm mong muốn lớn lao của lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khi tổ chức một lễ khai giảng chung toàn thành phố ngày hôm nay, đó là để các em nhỏ, các em học sinh trong khu cách ly, khu phong tỏa sẽ vẫn được hòa chung niềm vui khai trường cùng tất cả học sinh thủ đô. Vâng, kính thưa quý vị, và từ sớm hôm nay thì ekip của Ban Thời sự đã có mặt tại trường tiểu học Vĩnh Tuy, trường học có nhiều em học sinh đang sinh sống tại các khu vực phong tỏa và cách ly y tế. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh cùng gặp gỡ phóng viên Ánh Nguyệt tại điểm cầu trường tiểu học Vĩnh Tuy của quận Hai Bà Trưng. Thưa quý vị và các bạn, ngay hôm nay thì trường tiểu học Vĩnh Tuy thì hiện đang có hơn 100 em học sinh nằm trong các khu vực phong tỏa cách ly y tế do dịch bệnh Covid-19. Và ngay sau khi mà nghe tiếng trống khai giảng ròn rã trên sóng truyền hình trực tiếp thì các thầy cô giáo của trường tiểu học Vĩnh Tuy đang thực hiện một chương trình đặc biệt dành cho những em học sinh nằm trong các khu vực phong tỏa cách ly y tế này. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân tôi cũng như là các thầy cô giáo nhé. Chị ơi, bây giờ mình gọi điện cho học sinh. Vâng, con chào bà. Con chào bà. Bà nghe rõ không? Vâng ạ. Bà ơi, hôm nay nhân dịp năm học mới thì cháu xin phép gọi điện thay mặt nhà trường để hỏi thăm gia đình ạ. Vâng, cho cháu được nói chuyện với Châu Băng với cô một chút là nhé. Con nhìn thấy con rồi. Thế nhân dịp khai giảng bố mẹ đã gọi điện về hỏi thăm mình chưa? Ở đây tiếng Việt đây đăng nhập ngày trước là tiếng Anh. Học mới thì nhà trường có một chút quà nhỏ để động viên tinh thần các con. Cô mong rằng là trong năm học này các con sẽ học tập thật tốt để bố mẹ yên tâm công tác. Và có bất kỳ khó khăn gì thì chúng mình hãy liên hệ và chia sẻ với các cô để các cô giúp đỡ hỗ trợ tốt nhất các con nhớ chưa? Rồi, sau đây thì con lại tiếp tục theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Hà Nội nhé. Rồi, cô chào hai bạn nhé.
À, thưa chị, là không biết là trong ngày khai giảng như thế này thì nhà trường có dành nhiều những cái phần quà như thế này cho các em học sinh không? Trường Tiểu học Vĩnh Tuy cũng đã giả soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có bố mẹ là các y bác sĩ, các chiến sĩ công an bộ đội đang trong tuyến đầu chống dịch, và các em lại còn trong ở trong khu phong tỏa, cho nên là các em vừa thiếu thốn tình cảm của bố mẹ bên cạnh, lại vừa cũng thiếu thốn về vật chất vì khu phong tỏa là cũng rất khó khăn trong việc là cung cấp nhu yếu phẩm. Chính vì vậy là nhà trường đã gửi quà tới tất cả các em có hoàn cảnh như vậy để động viên các em trong dịp năm học mới ạ. Địa bàn dân cư rất cảm ơn nhà trường và các cô đã quan tâm gia đình của mình. Cảm ơn nhà trường đã quan tâm đến các em và đến các nhiều bác ạ. Trong 2 năm qua thì với rất nhiều những cái kinh nghiệm trong phòng chống dịch, từ những cái bước đầu bỡ ngỡ thực hiện cái việc học online, thì cùng với tất cả các trường học thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố, trường tiểu học Vĩnh Tuy đã có một cái sự chuẩn bị tốt nhất để cho các em học sinh của mình có được một năm học mới với đầy những cái sự chuẩn bị chu đáo, với tình yêu thương để dìu dắt các em vượt qua những cái bỡ ngỡ của chương trình học online năm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô giáo hiệu trưởng của trường tiểu học Vĩnh Tuy. Dạ, xin chào cô ạ. Nhà trường cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những cái chương trình để cho các em học sinh vẫn có một cái hứng khởi cho cái ngày đầu tiên của năm học mới. Cô có thể chia sẻ điều này được không ạ? Các con tuy không được tham dự trực tiếp, nhưng nhà trường đã chuẩn bị clip chiếu khung cảnh nhà trường, môi trường thân yêu, có thầy cô, có bạn bè để cho các con nhớ được ngôi trường của mình. Và tôi được biết là nhà trường cũng chuẩn bị những cái phòng Zoom online để mà sau khi mà các em học sinh tham dự lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp thì các em sẽ có thể là gặp gỡ thầy cô và bạn bè của mình trên những Zoom này. Trong ngày đầu tiên của năm học mới này thì rất mong cô sẽ dành một lời chúc để động viên các em học sinh của mình ạ. Xin mời cô ạ. Trước thềm năm học mới, cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi, và qua các con cho cô gửi lời nhắn tới cha mẹ học sinh đang ở tuyến đầu chống dịch. Hãy yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe và sớm về với gia đình. Các bạn yên tâm, đã có chúng tôi luôn luôn bên cạnh con của các bạn. Cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, tôi cũng như là ekip đang cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì trong ngày khai giảng đặc biệt này, chúng tôi được ở đây tại cái khu vực phong tỏa cùng với các thầy cô giáo của trường tiểu học Vĩnh Tuy để mang đến những món quà cho các em nhỏ mà có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Và tôi tin chắc rằng là ngoài cái sự nỗ lực trong những bài giảng thì những cái tình cảm, sự yêu thương trìu mến này cũng sẽ giúp cho các em học sinh có thể vượt qua những cái thử thách, những cái gian nan của một cái năm học với đầy biến động do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Xin trở lại điểm cầu tại trường Trung học cơ sở Trương Vương với biên tập viên Huyền Chi và anh Đức. Anh Nguyệt, và có thể thấy rằng rất may mắn là thời tiết tại khu vực trường tiểu học Vĩnh Tuy của quận Hai Bà Trưng rất ủng hộ để cho cô và trò cũng như các bậc phụ huynh cùng đón chào năm học mới 2021-2022. Quả thực ngày khai trường này nhắc đến thầy cô đã từng dạy dỗ, có thể nói rằng tình cảm của thầy dành cho chúng ta luôn là một trong những tình cảm ấm áp đẹp đẽ để giúp mỗi người chúng ta trưởng thành hơn. Và trong lúc khó khăn dịch bệnh, có lẽ rằng chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn điều đó. Vâng, và với năm học mới chính thức bắt đầu, anh Tùng vậy tắt mình đi. Thầy cô giáo có những tâm tư kỳ vọng gì khi bước vào năm học mới trong giai đoạn đặc biệt như hiện nay? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ các học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo của Hà Nội hiện đang theo dõi lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngay lúc này. Bố cha một cái môi trường để con cảm thấy như là mình đang được đi khai giảng, cho con có những cái tâm lý sẵn sàng bước vào năm học mới. Lớp 12 này thì là năm cuối cùng của cuộc đời mỗi học sinh rồi, nhưng mà năm nay thì em và các bạn thì lại không được đến trường để tham gia một lễ khai giảng trực tiếp. Tuy nhiên là em hiểu rằng là tình hình dịch bệnh hiện nay rất là phức tạp, thế nên là thành phố đã tổ chức một lễ khai giảng online cho chúng em để tạo cho các bạn học sinh một cái tâm trạng hứng khởi để bắt đầu một học mới. Các cấp học có thể đã quen dần với việc học online, tuy nhiên sẽ là một khởi đầu không dễ dàng với các bạn học sinh lớp 1. Anh muốn đến trường gặp cô, gặp các bạn của anh. Cái giai đoạn chuyển giữa mẫu giáo lên tiểu học thì là một cái bước ngoặt rất là lớn của con rồi.
Các con thì rất là hào hứng được đến cái ngày khai giảng để đến lên lớp gặp các bạn, các thầy cô và trường lớp mới. Mới bước chân vào trường thì nó cần các cái hoạt động trực tiếp ấy, gặp gỡ thầy cô rồi để học các cái môn học như là rèn luyện chữ trực tiếp. Nhưng mà cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì cái giải pháp online vẫn là tối ưu nhất. Là tôi không đặt nặng gì về thành tích. Ở cái lớp 1 này, lớp 1 các con là học một cách rất là hào hứng, làm sao để mà làm quen dần với cái môi trường là thay đổi từ bậc mẫu giáo đến bậc tiểu học. Nhà trường cũng đã lập thời khóa biểu dạy học trực tuyến, tập huấn kỹ cho giáo viên cái cách truyền đạt sao cho học sinh dễ hiểu nhất. Khi học trực tuyến thì ban giám hiệu nhà trường cũng rất mong phụ huynh học sinh sẽ đồng hành cùng với các con. Một năm học mới chính thức bắt đầu, sẽ còn nhiều khó khăn thử thách ở phía trước. Tuy nhiên, tất cả cùng chung tinh thần vượt khó, tự tin bước vào năm học mới. Dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Việc học vẫn diễn ra và diễn ra theo phương pháp học trực tuyến là rất cần thiết. Mong muốn rằng dịch bệnh đã qua mau để cuộc sống bình thường mới, để cho các con được đến trường và để cho thầy trò gặp nhau. Con đã học online cũng được 2 năm rồi và con cảm thấy là bây giờ bọn con cũng đã quen với việc này nên sẽ không còn nhiều khó khăn như những ngày đầu, và con sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn để có thể đến được trường để học tiếp. Con học lớp 5 cho nên là con nghĩ con phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học tập để có thể đạt được ước mơ của con. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Thầy và trò sẽ bắt đầu với những tiết học đầu tiên ngay sau hôm nay. Bỡ ngỡ nào rồi cũng sẽ qua. Cùng chào mừng năm học mới 2021-2022 với những lời động viên từ những phụ huynh thật đặc biệt của chúng tôi. Là những phụ huynh đặc biệt từ Hà Nội và chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Hơn ai hết, chúng tôi mong dịch sớm qua đi để con chúng tôi được đến trường, được sống với đúng với những tháng năm của tuổi học trò. Không ở bên cạnh con trong những ngày khai giảng năm nay, mẹ rất là nhớ con, không mong gì hơn ngoài việc tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực, cố gắng dập dịch sớm nhất để con cái chúng ta được đến trường. Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Đây sẽ là một năm học mới nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng mẹ mong rằng là với sự cố gắng và nỗ lực hết mình, con và tất cả các bạn học sinh trên toàn thành phố sẽ vượt qua khó khăn để được một kết quả học tập tốt nhất. Và kính thưa quý vị, dù chắc chắn sẽ còn những khó khăn phía trước, thế nhưng bằng sự nỗ lực của cả thầy, cô giáo và các em học sinh cùng các bậc phụ huynh, có thể nói tất cả chúng ta đã sẵn sàng cho năm học mới. Vâng, và sau đây xin được mời em Nguyễn Mỹ Hạnh, học sinh lớp 9H, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, đại diện cho hơn 2,1 triệu học sinh thủ đô lên phát biểu cảm nghĩ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Một mùa thu nữa lại về, cùng với sắc trời thu xanh trong và nắng vàng rực rỡ, trải trên những con phố của Hà Nội, cũng là lúc một năm học mới với bao cảm xúc. Chúng em mong chờ từng ngày khi được đến trường, được gặp lại thầy cô và bạn bè sau một mùa hè thật dài do đại dịch Covid-19. Hôm nay, ngày khai giảng mà chúng em mong chờ đã đến, nhưng theo một cách thật đặc biệt. Hơn 2 triệu học sinh thủ đô cùng dự lễ khai giảng năm học mới được truyền trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chúng em sẽ được học tiết học đầu tiên của năm học bằng hình thức trực tuyến. Với tất cả những cảm xúc đặc biệt ấy, em Nguyễn Mỹ Hạnh, học sinh lớp 9H, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, càng thấy mình thật may mắn và vinh dự khi được đứng tại đây thay mặt cho hàng triệu học sinh thủ đô được phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội được truyền hình trực tiếp tại điểm cầu trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Năm học 2021-2022 bắt đầu,
để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Có lẽ chúng em sẽ phải tạm xa mái trường một thời gian, tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Chúng em sẽ tiếp tục làm quen, thích ứng với những phần mềm học tập cùng những ứng dụng sinh động và bổ ích trong những giờ học trực tuyến, hay khám phá nguồn tài nguyên trí thức khổng lồ trên không gian mạng để phục vụ cho việc học tập được hiệu quả hơn. Học tập trong điều kiện mới, em muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn học sinh. Các bạn không nên nghĩ việc học trực tuyến chỉ là tạm thời, rồi lơ là, thụ động, không tích cực tương tác trong mỗi giờ học. Mỗi chúng ta hãy coi đây là một cơ hội để ta được học, được trải nghiệm và phát triển kỹ năng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tự học, rèn luyện cho mình tính tự giác, kiên trì, sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta được ở bên gia đình nhiều hơn, ta được yêu thương, chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Tất cả sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn cả về trí tuệ và cảm xúc. Các bạn học sinh thân mến, trong những ngày này, khi chúng ta được ở trong ngôi nhà ấm cúng và thân thương của mình, bên cạnh những người thân trong gia đình, thì vẫn còn có biết bao bạn học sinh đang phải tự lập hoàn toàn trong cuộc sống vì cả bố và mẹ đều đang công tác trong ngành y, vất vả ngày đêm trong những bệnh viện. Vẫn còn hàng triệu các cô bác là bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, là những chiến sĩ bộ đội, công an, hàng ngày đối diện với bao khó khăn, hiểm nguy nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Vì vậy, em mong muốn mỗi học sinh chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc tới tất cả các cô bác đang ở tuyến đầu chống dịch bằng cách thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Với những bạn còn đang ở trong những khu cách ly, các bạn hãy lạc quan, hợp tác, bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Tất cả sẽ là một liều vaccine tinh thần tuyệt vời để giúp chúng ta chiến thắng đại dịch. Trong buổi lễ khai giảng đặc biệt này, cho phép em được thay mặt hơn 2 triệu học sinh thủ đô được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo của thành phố Hà Nội vì đã tổ chức cho chúng em một buổi lễ khai giảng thật trang trọng và ý nghĩa. Chúng em xin được gửi tới tất cả các thầy cô giáo những tình cảm trân trọng và tấm lòng biết ơn sâu nặng, bởi chúng em biết để có những bài giảng trực tuyến với những hình ảnh sinh động, những ứng dụng hấp dẫn cho mỗi giờ lên lớp, các thầy cô giáo đã phải vất vả biết bao nhiêu. Cuối cùng, em xin thay mặt cho hơn 2 triệu học sinh thủ đô kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bác công nhân viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các bạn học sinh một năm học mới an toàn và trưởng thành hơn. Chúc ngành giáo dục thủ đô tiếp tục đạt được những thành tích rực rỡ hơn nữa trong năm học 2021-2022. Em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và sau buổi lễ khai giảng ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho 6 em học sinh tiêu biểu xuất sắc của thành phố Hà Nội đã đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2021 cùng 8 nhà giáo có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện bồi dưỡng học sinh đạt giải. Vâng, thưa quý vị, và buổi lễ khai giảng đặc biệt chào đón năm học mới 2021-2022 xin được kết thúc tại đây. Dù còn nhiều khó khăn thử thách phía trước và ở thời điểm hiện tại các em học sinh chưa thể đến trường, nhưng chúng ta sẽ cùng tin tưởng rằng với những kinh nghiệm đã có của 2 năm học dạy online trước đây, cùng với đó là tâm huyết, là trái tim yêu thương của các thầy cô giáo dành cho nghề, dành cho học sinh, sự quyết tâm của các cá nhân, mỗi em học sinh và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, chúng ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Và thay mặt tổ chức xin được trân trọng cảm ơn chị Diễm. Chương trình khai giảng năm học của nhà trường vẫn còn tiếp tục. Cô đề nghị các em chúng ta vẫn thầy cô giáo cùng quý phụ huynh nghiêm túc và đề nghị các em là không bật mic. Không bật mic các em nhá. Hẹn gặp lại. Trường đề nghị các em là chúng ta vẫn tiếp tục ổn định trật tự để chúng ta tiếp tục dự lễ khai giảng.
Vâng, bao ngày chờ đợi, bao ngày háo hức, lễ khai giảng năm học mới đã đến, tiếng trống khai trường đã điểm. Và thật đặc biệt, lễ khai giảng năm nay các em được chứng kiến lễ khai giảng online toàn thành phố. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Dương Đức Hiền, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc lời chào mừng và tuyên bố khai giảng năm học. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt lãnh đạo nhà trường xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các đồng chí và các em học sinh. Lời chúc sức khỏe một năm mới thành công, chúc buổi lễ khai giảng của trường Trung học cơ sở Phú Lưu năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp. Hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn dân tộc chào mừng 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hòa chung với không khí hân hoan của hàng triệu thầy cô giáo và các em học sinh trong cả nước, thầy và trò trường học cơ sở Phú Lưu long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Xin được nhiệt chào đón 257 em học sinh trong buổi lễ khai giảng trực tuyến ngày hôm nay. Và đặc biệt xin được chào đón 69 em học sinh lớp 5 lần đầu tiên bước chân vào mái trường đặc biệt này. Thì chúc các em năm học mới chăm ngoan, học giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong thời điểm khó khăn của đại dịch và không thể đến trường khai giảng trực tiếp trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các em học sinh, trường Trung học cơ sở Phú Lưu được thành lập năm 1959, hiện có 257 học sinh, có 29 cán bộ giáo viên nhân viên chia thành 8 lớp. Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018, được Ủy ban nhân dân huyện công nhận là đơn vị văn hóa năm 2019, đạt kiểm định chất lượng mức độ 3. Trường được đề nghị khen tặng xuất sắc cấp thành phố năm 2021 và có nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi cấp huyện. Các thầy cô có 3 đồng chí được xét là chiến sĩ thi đua cấp huyện, 4 đồng chí được lao động tiên tiến cấp huyện và 6 đồng chí được xét lao động xuất sắc cấp trường với 6 giải sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, trong đó có 5 giải đạt giải B và 1 đạt giải khuyến khích. C. Trong năm học mới 2021-2022, trong niềm vui phấn khởi chào đón năm học mới, tôi mong các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường phát huy trường truyền thống học của xã Phú Lưu, cùng chung tay vượt qua khó khăn của đại dịch và đạt thành tích cao cho bản thân, cho gia đình và cho nhà trường. Với niềm vui phấn khởi, tự tin và tự hào, tôi tuyên bố khai giảng năm học 2021-2022 trường Trung học cơ sở Phú Lưu. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc các thầy cô giáo, các đồng chí nhân viên và các em học sinh trong nhà trường một năm mới đạt nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, lời chào mừng và tuyên bố khai giảng năm học mới của thầy Dương Đức Hiền đã mở ra một bước ngoặt mới, một năm học mới cho thầy và trò trường chúng ta. Chúc các em học sinh có một năm học mới với nhiều thành công tốt đẹp. Chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, thưa quý phụ huynh, các em học sinh thân mến, phát huy truyền thống giáo dục của nhà trường 61 năm qua, trong những năm gần đây, trường Trung học cơ sở Phú Lưu đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và đạt thành tích cao trong công tác thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi các cấp, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập thể, nhân dịp các ngày lễ lớn, tạo sân chơi lành mạnh cho các em, qua đó giáo dục tư tưởng, tình cảm, động viên, khích lệ các em trong học tập và rèn luyện. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí, các em học sinh, các bậc phụ huynh cùng nhìn lại một số hình ảnh về hoạt động của nhà trường trong năm học qua.
Vâng, báo cáo với các đồng chí, các em học sinh là do trục trặc lỗi kỹ thuật một chút, cho nên là xin các thầy cô và các em chờ đợi trong vài phút. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh. Kính chào quý vị phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh về dự buổi lễ khai giảng vô cùng đặc biệt của trường Trung học cơ sở Phù Lưu năm học 2021-2022. Kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, trường Trung học cơ sở Phù Lưu được thành lập vào năm 1959. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển hơn 60 năm, phát huy những kết quả đã đạt được cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường, sự chia sẻ động viên của các bậc phụ huynh, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế của mình cả về chất lượng và giáo dục toàn diện. Giám hiệu nhà trường đã luôn có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường có 8 phòng học thường và 7 bộ môn, một khu văn phòng, nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ và một số công trình công cộng khác phục vụ cho sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Tất cả đều được xây dựng kiên cố. Năm học 2017-2018, cơ sở vật chất nhà trường được nâng cấp đáng kể, khu phòng học bộ môn, thư viện nhà trường và một số các phòng khác được sửa chữa, đưa vào sử dụng. Hệ thống tường bao, cổng, biển trường, sân trường, nhà vệ sinh học sinh được xây dựng mới. Năm học 2018-2019, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng của sự phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò. Cơ sở vật chất, môi trường cảnh quan sư phạm luôn sạch đẹp đã thật sự tạo ra môi trường học tập thân thiện, giúp các em thêm yêu quý trường, lớp. Bên cạnh tăng cường về cơ sở vật chất nhà trường, luôn chú trọng quan tâm đến chất lượng dạy học. Đó là sự đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, thường xuyên đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Một chặng đường hơn 60 năm, với những thành tích đã đạt được,
dù chưa đáp ứng hết yêu cầu đề ra nhưng cũng đủ nói lên sự khát khao vươn lên, sự nỗ lực không ngừng của tập thể thầy và trò nhà trường. Xin cảm ơn thầy cô, học trò, những người đã thắp mãi ngọn lửa truyền thống vẻ vang của nhà trường. Xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các bậc cha mẹ học sinh đã cùng chia sẻ góp phần vào những thành tích chung của nhà trường. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với niềm tin hy vọng, nhà trường sẽ tạo được niềm tin vững chắc trong lòng học sinh, phụ huynh và nhân dân. Tiếp nối chương trình, mời các em học sinh lắng nghe cô Trần Thị Thanh Lợi, tổng phụ trách đội, sẽ phổ biến một số nội quy của nhà trường, nội quy học online, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để các em nắm bắt và thực hiện trong năm học. Kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, căn cứ vào quy chế làm việc của trường Trung học cơ sở Phù Lưu và để thuận lợi cho liên đội trong việc thực hiện nội dung thi đua trong năm học, em học sinh cần biết và thực hiện tốt những nội quy của học sinh trường Trung học cơ sở Phù Lưu như sau. 1. Học tập chuyên cần, vui chơi an toàn. 2. Sẵn sàng giúp đỡ nhau, luôn mỉm cười thân thiện. 3. Yêu thương bản thân, tôn trọng bạn bè. 4. Tích cực hợp tác, chấp nhận sự khác biệt. 5. Nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng mức. 6. Trang phục phù hợp, lịch sự. 7. Giữ gìn tài sản của mình, bảo vệ tài sản của tập thể. 8. Nói không với tệ nạn, bạo lực. 9. Quý trọng tình bạn, đề cao những giá trị tốt đẹp. 10. Cùng nhau xây dựng môi trường thân thiện, an toàn. Kính thưa các bậc phụ huynh, trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay, trường Trung học cơ sở Phù Lưu nói riêng và rất nhiều các trường học cấp học trên cả nước nói chung đã lựa chọn hình thức học trực tuyến, học qua Internet. Để lớp học trực tuyến trở thành môi trường lành mạnh và hiệu quả, em học sinh hãy ghi nhớ những điều sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng phương tiện hỗ trợ, đảm bảo kết nối sẵn sàng trước buổi học. Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn vào sớm 5 phút trước khi buổi học bắt đầu. Luôn bật cam, tắt mic, chỉ bật mic khi tham gia phát biểu. Ngồi học nghiêm túc, ghi chép bài đầy đủ, trang phục lịch sự, không làm việc riêng. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá, tương tác hiệu quả trong buổi học. Không đăng tải thông tin thiếu lành mạnh, ứng xử tôn trọng với giáo viên và bạn học. Trong điều kiện dạy học trực tuyến, vai trò và sự hỗ trợ của gia đình rất quan trọng. Kính mong quý vị phụ huynh đồng hành chia sẻ trách nhiệm với nhà trường bằng cách thực hiện tốt những nội dung sau. Chuẩn bị đầy đủ thiết bị có hỗ trợ âm thanh, camera, kết nối Internet có chất lượng tốt. Nhắc nhở con em chuẩn bị chu đáo sách vở, đồ dùng học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn. Sắp xếp bố trí chỗ ngồi học cho con em ở vị trí phù hợp, đảm bảo không gian yên tĩnh, đủ ánh sáng, thuận tiện và thoải mái. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo, lưu ý quan trọng từ nhóm Zalo của lớp và từ giáo viên về việc dạy học trực tuyến để kịp thời hỗ trợ hướng dẫn con em. Động viên và nhắc nhở con em hoàn thành nhiệm vụ học tập, tạo điều kiện cho con em được nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, thư giãn lành mạnh sau mỗi buổi học. Trường hợp có lý do chính đáng mà con em không tham gia được tiết học, phụ huynh cần thông báo với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn trước khi buổi học bắt đầu. Các em học sinh thân mến, để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi tới chúng ta thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Thank you.
trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Em đã được nghe cô Trần Thị Thanh Lợi, tổng phụ trách đội, phổ biến nội quy của nhà trường, nội quy học trực tuyến, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cô rất mong rằng các em hãy nắm bắt và thực hiện thật tốt trong năm học mới này. Kính thưa các đồng chí, các bậc phụ huynh, các em học sinh yêu quý, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Với phong trào giáo dục, thi đua chính là động lực, là đòn bẩy, là sự động viên, khích lệ để thầy và trò cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng, say mê, sáng tạo trong dạy và học để đưa phong trào giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên, ngày càng gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu cô Dư Thị Diễm Thùy, Chủ tịch Công đoàn, Phó ban thi đua nhà trường lên phát động thi đua trong năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý phụ huynh, thưa các thầy cô giáo, các em học sinh yêu quý, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, trường Trung học Cơ sở Phù Lưu tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Tại lễ khai giảng long trọng này, thay mặt ban thi đua nhà trường, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh, năm học 2020-2021 đã kết thúc. Trường Trung học Cơ sở Phù Lưu đã có nhiều thay đổi rất quan trọng, song vẫn còn có những hạn chế nhất định về kết quả học tập rèn luyện của một số em học sinh chưa đáp ứng sự mong mỏi của các thầy cô và các phụ huynh. Trước thềm năm học 2021-2022, năm học có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn bởi đại dịch COVID đang còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảng dạy học tập của cả thầy và trò trường ta. Song với tinh thần dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm thi đua dạy thật tốt và học thật tốt, nhân dịp lễ khai giảng năm học, thay mặt ban thi đua nhà trường, tôi xin phát động phong trào thi đua cho toàn trường với những nội dung sau. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, một, mỗi cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động không ngừng học tập và rèn luyện phẩm chất, năng lực, nghề nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, với tinh thần tiếp tục thực hiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các quy định, quy chế của ngành cũng như của nhà trường đề ra, tận tụy, tâm huyết trong công tác với tâm niệm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. 3. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trên cơ sở đó, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết gắn bó và phát triển. 4.
tích cực bồi dưỡng học sinh trên nhiều bộ môn, nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, nhất là cấp huyện và cấp thành phố. 5. Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, tạo sự hứng thú cho học sinh trong học tập và tiếp thu bài có hiệu quả. Truyền đạt kiến thức cho học sinh bằng cả tâm huyết của mình, mỗi thầy cô phải là tấm gương về đạo đức và tinh thần tự học, học suốt đời để học sinh noi theo. Đối với học sinh, 1. Luôn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 2. Xác định động cơ học tập đúng đắn, học để ngày mai lập nghiệp. 3. Thi đua, học tốt, giành nhiều điểm khá giỏi, trung thực trong kiểm tra và trong các kỳ thi. 4. Tham gia dự thi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. 5. Thường xuyên đăng ký, thi đua, học tốt, giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học. Thay mặt ban thi đua, tôi xin phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022. Mong toàn thể các đồng chí, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hãy chung sức, chung lòng thi đua, dạy tốt, học tốt, cùng đưa phong trào thi đua của nhà trường đạt kết quả cao hơn nữa. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc quý thầy cô và các em học sinh năm học mới đạt nhiều thành tích mới. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các đồng chí, quý vị phụ huynh, các em học sinh thân mến, với những nội dung thi đua mà cô Dư Thị Diễm Thùy, chủ tịch công đoàn nhà trường vừa phát động, tôi mong rằng tất cả thầy và trò chúng ta tích cực hưởng ứng, nỗ lực nhiều hơn trong dạy và học để năm học mới này trường trung học cơ sở Phủ Lưu chúng ta đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các đồng chí, quý vị phụ huynh, các em học sinh thân mến, buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022 đến đây kết thúc. Thay mặt cho tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường, xin được kính chúc quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh mạnh khỏe, an toàn qua đại dịch. Chúc các em học sinh học tập tốt, tích cực hơn, tự giác hơn với hình thức học tập mới để đạt được thành tích tốt hơn trong năm học mới này. Xin trân trọng kính chào. Vâng, buổi lễ khai giảng năm học của chúng ta kết thúc tại đây. Vâng, một lần nữa là cô rất mong các em chúng ta thật là tích cực, thật là nỗ lực và cố gắng, đúng không ạ? Và đặc biệt là với hình thức dạy trực tuyến này thì các em cần dành nhiều thời gian tự học, chuẩn bị bài mới với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, đúng không ạ? Và làm thật là đầy đủ các bài học, thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ học tập mà các thầy cô giáo môn đã hướng dẫn và giao cho các em. Thì có như vậy thì cô hy vọng rằng năm học mới này thì thầy và trò chúng ta sẽ đạt được những kết quả cao hơn trong năm học vừa qua. Vâng, xin chào các đồng chí, chào các bậc phụ huynh. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô. Em chào cô. Em chào cô. Em chào cô.